Xin chào, chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình. Ở video này mình chia sẻ cho anh em một thủ thuật trên Messenger, cập nhật dòng trạng thái trên Messenger giống như anh em đang thấy trong video. Và video này dành riêng cho anh em nào chưa biết, còn anh em nào biết rồi bỏ qua giùm mình. Để biết mình làm như thế nào, mời tất cả anh em cùng theo dõi tiếp video này của mình ha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu. Bây giờ anh em bắt đầu mở Messenger lên. Anh em chọn vào biểu tượng trang cá nhân. Tiếp tục anh em chọn trạng thái tùy chỉnh. Rồi, nó sẽ xuất hiện một cái giao diện như anh em đang thấy. Ở đây nó có sẵn một vài mẫu trạng thái anh em có thể chọn, hoặc là anh em có thể tự nhập trạng thái của mình ở đây. Mình sẽ nhập trạng thái là đang karaoke. Rồi, anh em chọn ở đây để chọn một cái biểu tượng phù hợp nha anh em. Ở đây cũng khá là nhiều biểu tượng nha anh em. Mình sẽ chọn cái biểu tượng hình cái mid. Bây giờ anh em nhấn vào ngay trong cái chỗ chỉnh sửa nè để điều chỉnh thời gian. 1 giờ, 8 giờ, 24 giờ và cho đến 8 giờ. Rồi, tiếp tục anh em sẽ nhấn vào cái chữ cập nhật. Vậy là xong anh em, rất là đơn giản. Khi anh em cài đặt trạng thái tùy chỉnh này thì tất cả bạn bè của anh em sẽ nhìn thấy được cái trạng thái của anh em. Và mình xin dừng lại nội dung ở đây nha anh em. Nếu anh em thấy thích cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ mình. Hẹn gặp lại anh em ở những video kế tiếp. Xin chào.